Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Tuất chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi Tuất khai vận. Và sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi. Với người tuổi Tuất bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022, tức là tháng Quý Mão, năm nhâm dần này cho thấy người tuổi Tuất có vận trình trong tháng mới dù đã có phần khởi sắc hơn tháng trước nhưng chưa rõ ràng, mưu sự vẫn phải thận trọng mới mong thành công. Bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Trong tháng dù có lục hợp tương trợ nhưng lại không có sự ủng hộ của Nguyệt lệnh Lâm Suy, nên mọi thứ lúc thuận lúc nghịch điều quan trọng là bạn phải tự thân vận động càng nỗ lực chăm chỉ và càng xông xáo càng dễ đạt được mục tiêu người nào ôm tâm lý trông chờ vào vận may hay đợi ai đó tới giúp thì sẽ chỉ ôm lấy thất vọng sự nghiệp nhìn chung vẫn có được những tiến triển đều đều song nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn tranh quyền đoạt vị tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an hoặc chán trường muốn thay đổi môi trường làm việc mới Tuy nhiên trong tháng đang gặp tiểu hao là hung tinh chi phối tài vận của người tuổi tuất điều này gây ra họa phá tài lộc khiến tiền tài dễ hao hụt. Việc kiếm tiền trở nên bấp bênh, khó tận dụng được cơ hội, lại thêm cảm giác chi tiêu eo hẹp, phát sinh nhiều khoản tiêu pha bất ngờ khi bạn không có sự chuẩn bị từ trước. Tử vi tuổi tuất tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sự nghiệp bước sang tháng quý mão năm nhâm dần này xem tử vi cho thấy người tuổi tuất đang có được cục diện lục hợp che chở vận trình công danh của tuổi tuất trong tháng quý mão năm nhâm dần nhiều điểm sáng tuy cũng có lúc thăng trầm nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ở vị trí vốn có của nó có nỗ lực thì có thành quả thu về điểm báo tử vi cho thấy vận khí có thuận có nghịch cắt hung song hành nhưng nhờ có các tinh chính quan chiếu mệnh nên chỉ cần bản mệnh hành sự thận trọng suy tính kỹ càng và đưa ra kế hoạch cụ thể đảm bảo vẫn gặt hái thành quả xứng đáng công việc diễn ra khá thuận lợi dù cường độ công việc nhiều áp lực tinh thần cũng khá lớn nhưng làm gì cũng nên lấy ổn định làm trọng không được nóng vội kẻo hỏng việc tháng này bạn nên dành thời gian quy hoạch lại công việc lập kế hoạch cụ thể để không bỏ lỡ thời cơ tốt vươn tới thành công ngoài ra tham vọng cũng là cách tốt để thúc đẩy động lực phấn đấu nhưng đừng quá đặt nặng vấn đề thành tích kẻo tự gây áp lực cho chính mình bạn chỉ cần tập trung làm những việc mình vốn đang theo đuổi, làm đến đâu cho ra đời kết quả rõ ràng đến đấy, đừng quá tham lam những điều xa vời. Cũng trong tháng 2 này, nguyệt lệnh Lâm Suy ở Tuất báo hiệu vận trình sẽ giảm sút về cuối tháng. Với những việc quan trọng nên chọn ngày tốt xấu để tiến hành từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Do không có nguyệt lệnh ủng hộ như vậy nên cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự điều quan trọng là bạn phải tự thân vận động, càng nỗ lực chăm chỉ và càng xông sáo càng dễ đạt được mục tiêu. Người nào ôm tâm lý trông chờ vào vận may hay đợi ai đó tới giúp thì sẽ chỉ ôm lấy thất vọng. Ngoài ra, nội bộ nơi làm việc cũng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới. Xem lịch phi tinh tháng, lục cát tinh chủ về chức vụ, tài lộc xuất hiện ở hướng chính nam. Nơi này vượng vận khí, tài khí, nếu được kích hoạt phong thủy hợp lý sẽ thúc đẩy công việc hanh thông, tài lộc dồi dào. Tuổi tuất có thể cân nhắc việc đặt một vài đồng tiền xu hoặc có điều kiện hơn thì đặt tượng cóc ba chân để chiêu dụ danh khí và tài lộc vào nhà, thúc đẩy công việc thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội thành công trong sự nghiệp. Tử vi tuổi tuất tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc. Tử vi tài lộc tuổi tuất tháng 2 năm 2022 bị tiểu hao hung tinh chi phối nên không mấy khả quan. Hung tinh này gây phá hoại tài lộc khiến tiền tài dễ hao hụt. Lại thêm nguyệt lệnh lâm suy dẫn đến việc kiếm tiền trở nên bấp bênh, dù có cơ hội nhưng khó tận dụng trọn vẹn tiền vào túi rồi lại ra một cách dễ dàng. Tháng này tốt hơn hết bạn nên tập trung vào công việc chính, những việc ngoài luồng có thể đá đưa, nhưng đừng chú trọng quá nhiều. Có câu một nghề thì chín còn hơn chín nghề, dồn tinh lực cho một việc sẽ dễ thành công hơn là ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc. Việc đầu tư hay kinh doanh cũng cần phải thận trọng, làm theo kế hoạch, định hướng rõ ràng. Đừng làm theo phong trào hay làm chỉ để cạnh tranh với người khác, dù có thể thành công đấy nhưng không bền vững, tài khí nhanh tụ cũng nhanh tán. Trong tháng có nhiều việc phát sinh bất ngờ phải chi tiêu nhiều tiền. Vì không có sự chuẩn bị từ trước, sự việc lại xảy ra ngẫu nhiên nên bản mệnh có chút hoang mang. Theo phi tinh tháng, bát bạch chủ tài lộc bay vào hướng Tây Nam, đây là phương vị cát lợi cho tiền tài của bạn. Nếu có thể bài trí phong thủy hợp lý, khéo sử dụng các vật phẩm phong thủy mang hành hòa, sẽ thúc vượng hỷ khí của các tinh này, thúc tài lộc càng vượng phát, việc kinh doanh cũng thêm phần suôn sẻ. Tử vi tuổi tuất tháng 2 năm 2022 âm lịch, về phương diện tình duyên. Về phương diện tình duyên, đây là một tháng bình ổn về mặt tình cảm với những người tuổi tuất đã có đôi có cặp nhiều vấn đề phải lo nghĩ về công việc và cuộc sống khiến tinh thần tuổi này dễ chán nản đôi khi có phần thiếu kiên định trong chuyện tình cảm biểu hiện rõ ràng nhất là thái độ hời hợt lạnh nhạt của bạn lúc này bạn rất cần sự động viên an ủi của đối phương để sớm vực dậy tinh thần may mắn là bản mệnh gặp được người có thể thấu hiểu mình mối quan hệ hai bạn vẫn khăng khít đối phương cũng luôn xuất hiện đúng lúc để trở thành hậu phương vững vàng cho bạn người độc thân sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị nhờ lục hợp thúc nhân duyên thêm vượng bạn có cơ hội tìm được đối tượng ưng ý, chỉ cần bạn mạnh dạn thể hiện và nói lời yêu thương, hạnh phúc sẽ tới. Tháng 2 này có nhất bạch đào hoa tinh bay vào hướng đông nam. Tại phương vị này bạn có thể bài trí hoa tươi, giữ không gian thoáng đáng, gọn gàng để kích hoạt đào hoa thêm vượng, tốt cho chuyện tình cảm của bạn. Tử vi tuổi tuất tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe. Trong tháng 2 âm lịch, sức khỏe là phương diện mà người tuổi Tuất cũng không được chủ quan. Tháng này Mão Mộc khắc Tuất thổ nên sức khỏe suy giảm, bệnh cũ dễ tái phát. Bạn cần phải cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, về đến nhà đừng mang theo áp lực công việc kẻo sức khỏe càng giảm sút, tình cảm gia đình cũng thiếu hài hòa. Ngoài ra bản mệnh cũng nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng thương tật hoặc tai nạn bất ngờ do sự bất cẩn của bản thân gây ra cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tuất trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, vận khí có thuận có nghịch cần hành sự thận trọng. Quý nhân, người tuổi dần, người tuổi mão. Tiểu nhân, người tuổi tỵ, người tuổi thìn. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh. Tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết nên dành thời gian quy hoạch lại công việc, lập kế hoạch cụ thể. Quý nhân, người tuổi thân, người tuổi ngọ. Tiểu nhân, người tuổi sửu, người tuổi thìn. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu đỏ. Tuổi nhâm tuất thuộc mệnh hủy, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, hung tinh gây phá hoại tài lộc khiến tiền tài dễ hao hụt. Quý nhân, người tuổi hợi, người tuổi tỵ. Tiểu nhân, người tuổi dậu, người tuổi dần. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xám. Tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, nam thổ tú, nữ vân hán khẩu quyết người độc thân có nhiều trải nghiệm thú vị nhờ nhân duyên vượng quý nhân người tuổi dậu người tuổi mùi tiểu nhân người tuổi thìn người tuổi sửu màu sắc may mắn màu trắng màu đỏ tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết sức khỏe có dấu hiệu suy giảm bệnh cũ dễ tái phát quý nhân người tuổi ngọ người tuổi mão tiểu nhân người tuổi tị người tuổi mùi màu sắc may mắn màu vàng màu đen Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tháng 2 âm lịch năm nhâm dần của tuổi Tuất. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.